Các em học sinh thân mến, hôm nay chúng ta cùng đi học môn mỹ thuật lớp 1. Các em học sinh thân mến, mỹ thuật có ở mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta. Nó có sẵn trong thiên nhiên và nó cũng có thể do con người tạo lên. Chúng ta ai cũng thích cái đẹp, nhưng nhiều khi chúng ta không nhận ra. Hôm nay, thầy cùng các em sẽ đi tìm hiểu bài 1 Mỹ thuật quanh ta để thấy được vẻ đẹp của chúng. Các em mở sách mỹ thuật sang số 8. Các em mở quyển sách có bìa như thế này nhá. Và các em mở trang số 8. Đây, trang số 8. Có số 8 ở góc dưới của trang giấy như thế này. Đấy. Đây, số 8 ở góc dưới của trang trang sách nhá. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em một số đồ dùng học tập môn mỹ thuật. Thứ nhất là giấy trắng. Giấy trắng để chúng ta vẽ hình lên đây. Các em lưu ý không được để làm nhàu hoặc cũng không được để làm ướt thì chúng ta sẽ không thể dùng được. Thứ hai là bút chì. Đây là bút chì để chúng ta vẽ hình. Nhưng ta chú ý nhá là không nên ấn mạnh tay quá, nó sẽ thủng mất giấy. Hoặc là nó đậm quá thì khi chúng ta sửa sẽ rất là khó. Thứ ba, đây là viên tẩy. Cái viên tẩy này dùng để tẩy đi các nét chì mà mình không muốn nó nữa thì chúng ta sẽ dùng để tẩy đi. Tuy nhiên cái tẩy này không thể tẩy được bút bi với cả bút mực đâu. Đó. Tiếp theo là sáp màu. Đây là sáp màu. Nếu mà chúng ta muốn vẽ nó đậm hơn một chút thì chúng ta phải ấn mạnh tay hơn. Chứ nếu mà chúng ta mà không ấn mạnh mà chúng ta chỉ vẽ mơn mơn trên giấy thì nó sẽ rất là nhạt. Tiếp theo, đây là bút dạ dầu. Đấy, bút dạ. Khi mà chúng ta vẽ thì chúng ta lại phải, cái này là chúng ta lại phải đưa nhanh tay. Còn nếu mà chúng ta mà đưa chậm tay quá là thì nó sẽ bị đẫm. Đó. Và tiếp theo, cuối cùng đây là màu nước. Màu này chúng ta sẽ phải dùng nước để pha ra, để cho nó có thể nhạt hơn, theo ý thích của mình. Còn rất là nhiều dụng cụ và đồ dùng học tập mà học môn mỹ thuật và nhiều cách làm. Thầy sẽ hướng dẫn các em dần dần trong các bài học sau. Còn sau đây chúng ta sẽ cùng đi xem một số bức ảnh chụp về thiên nhiên, con người, đồ vật, vân vân để thấy được vẻ đẹp của chúng. Chúng ta sẽ cùng quan sát. Bức ảnh này là chụp về có hai con bướm màu sắc rất là đẹp đang bay lượn và có con thì đậu ở trên cành hoa màu sắc rất là rực rỡ, rất là đẹp. Đấy, đây là trong thiên nhiên. Tiếp theo, chúng ta thấy rằng là đây là những thửa ruộng bậc thang của đồng bào miền núi phía Bắc. Đấy, với nhu cầu là san những cái sườn đồi, sườn núi ra để thành ruộng để trồng ngô, thành lúa. Nhưng tình cờ đã tạo được thành khung cảnh rất là đẹp, rất là lên thơ, lên nhạc. Đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem những bức ảnh về con người. Đây là hai cụ già. Đấy, hai cụ già này đang đan những cái giỏ, những cái lơm, và những dụng cụ để bắt cá, bắt tôm. Đấy, và rất là đẹp. Hai cụ trông rất là đẹp lão. Và xin được bật mí với các em, đây là hai cụ già ở xã Thủ Sĩ, ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Đấy, trong làng cái nghề, cái làng nghề là mây che đan, những cái đồ dùng dụng cụ để bắt tôm bắt cá. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem bức ảnh các người dân tộc Nùng, các người dân tộc Nùng, đồng bào dân tộc thiểu số đang làm những món bánh trong ngày Tết cổ truyền của họ. Đây là những bức ảnh về con người rất đẹp. Tiếp theo, đây là những đồ vật. Thế thì chúng ta sẽ cùng đến với đây là cái ba lô kéo dùng cho các bạn nhỏ đựng sách để đi học. Đây là cái bình đựng nước cá nhân thì cho nước vào đây để các bạn nhỏ đem đến trường để có thể uống.
Và đây là chiếc đèn ông sao dùng trong Tết Trung Thu và mọi năm chúng ta cũng đã được thấy. Các em thân mến, các đồ vật đều có kiểu dáng, màu sắc rồi trang trí rất là đẹp. Đấy. Các em thấy thích không? Khi nào đến Trung Thu thì chúng ta sẽ sử dụng đèn ông sao nhé. Còn sau đây thì xin mời các em sẽ cùng đến với một số sản phẩm mỹ thuật của bạn học sinh. Đây là chiếc bát đấy, bằng đất nặn và có được trang trí đây. Đấy, được trang trí các hoa văn họa tiết, những cái chấm tròn màu đỏ. Hoặc đây là bức tranh của bạn Quang Nhật, cùng với lứa tuổi của chúng ta đấy. Bạn ấy vẽ về những cái cây và có bạn nhỏ đang ngồi đọc sách trong vườn cây, rất là đẹp. Và hy vọng rằng là trong năm học này thầy dạy các em còn vẽ đẹp hơn, rồi có thể lặn đẹp hơn tất cả những bài này. Và tiếp theo xin mời các em sẽ cùng đến với vẻ đẹp của những bức tượng và những bức tranh dân gian đấy, do các cụ của chúng ta để lại. Thế thì chúng ta sẽ cùng xem, đây là một bức tượng rối nước dân gian. Đây là một bức tượng là một bác nông dân là đang cầm lơm để đi úp cá đấy, trong nghệ thuật rối nước, nghệ thuật cổ truyền của dân tộc. Và đây là bức tranh đấu vật đấy, tranh dân gian Đông Hồ, do những nghệ nhân ở làng Sông Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã in ra. Và có rất là nhiều điều nói về những bức tượng, những bức tranh này. Nhưng khi nào có dịp hoặc là ở các bài sau hoặc các lớp sau, thầy sẽ cùng với các em sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn. Các em thân mến, như vậy là các em thấy mỹ thuật có ở mọi nơi trong cuộc sống, nó có từ trong thiên nhiên và nó cũng có thể do con người tạo ra. Còn bây giờ các em sẽ vẽ một hình mà em thích và vẽ màu vào cho thật đẹp nhé. Các em thân mến, khi các em đã vẽ được một hình thích và vẽ màu đẹp rồi thành một sản phẩm mỹ thuật, thì các em hãy nhờ bố mẹ chụp ảnh lại và gửi Zalo cho thầy để thầy nhận xét và ghi nhận kết quả học tập của các em. Các em nhớ giữ gìn sản phẩm của mình thật cẩn thận để hôm nào có dịp đến trường thì chúng ta sẽ triển lãm kết quả học tập cùng với tất cả các bạn nhé. Còn bây giờ thì chủ đề 1 của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào các em, hẹn gặp lại các em trong chủ đề tiếp theo.